Bây giờ, nếu bảo các bạn liệt kê ra những cái cách nói trong tiếng Nhật khi mà muốn đưa ra lời khuyên cho người khác thì trong đầu các bạn có thể bật ra được bao nhiêu cách nói nào? Ngày hôm nay, ở dưới đây mình đã cho ra những câu khuyên trong tiếng Việt rồi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thử dịch nó sang bên tiếng Nhật và các bạn hãy để ý một chút những cái sự thay đổi rất là nhỏ trong từng câu văn mà mình đưa ra cho mọi người nhé. Câu đầu tiên chúng ta có là gì nhỉ? Cậu nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn thấy ai đó mệt quá, đúng không? Thì mình sẽ nói gì đấy? Trước tiên cái câu khuyên này chúng ta đã quá là quen thuộc với cái cách nói là gì nhỉ? Vetaho ga i đấy, thì các bạn đã quen rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có là gì nhỉ? Nên nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn là gì nhỉ? Skoshi yasunda ho ga i. Nhưng mà cái đuôi câu sẽ là gì nhỉ? In janai. Ok, in janai. Mình nhìn vào đối phương trông nó mệt mệt đúng không? Này, cậu nên nghỉ một chút thì tốt hơn đấy, đúng không? Skoshi yasunda ho ga in janai. Đó, đúng không? Rất là văn nói mọi người nhá. Hay câu số 2 này. Có lẽ cậu nên đi bệnh viện thì tốt hơn đấy. À, cái thêm cái từ có lẽ mình sẽ vẫn dùng là vetaho ga i nhá. Thế nhưng mà các bạn để cho mình cái đuôi câu này. Byouin ni itta ho ga i kamoshiremasen yo. Ok. Byouin ni itta ho ga i kamoshiremasen yo. Ok, thì bây giờ mình đổi cái đuôi câu gì nhỉ? I kamoshiremasen yo. Có lẽ là cậu nên đi bệnh viện thì tốt hơn đấy. Đó, rất là nhỏ trong những cái đuôi câu như vậy đúng không mọi người? Hay câu số 3 nhá. Cậu chắc chắn hay cậu tuyệt đối là nên đi bệnh viện thì tốt hơn đấy. Những cái câu này thì nó kiểu hơi bị gọi là chắc chắn hơn đúng không? Thì là gì nhỉ? Cái đuôi câu mình sẽ dùng cái đuôi câu bình thường đi. Đó là gì nhỉ? Zittai byouin ni itta hoga ii desu yo. Đó, chỗ này sẽ là ii desu yo. Thì cái sắc thái nó sẽ khác hơn ở bên trên một chút là gì? Ở bên trên là in janai, ii kamoshiremasen yo. Thì nó sẽ kiểu đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng hơn so với cái là ii desu yo. Ok không nào? Ngoài ra thì cũng sẽ có thêm một hai cách nói khác. Các bạn thử dịch cho mình câu dưới đi. Hay cậu thử vận động nhẹ xem sao. Hay cậu thử vận động nhẹ xem sao. Đưa ra một cái gợi ý thì chúng ta có một cách nói là trong văn nói mọi người nhé. Đó là gì nhỉ? Nani nani suru no wa dou desu ka? Dou nào? Thì bây giờ sẽ là gì nhỉ? Vận động nhẹ là karui undo to ka shite miru no wa dou desu ka? Đó. To ka shite miru no wa, đúng không? Thử. Shite miru là thử đúng không? To ka là đưa ra những cái ví dụ nào đó đúng không nào? Karui undo to ka shite miru no wa dou desu ka? Thì các bạn nhớ cái cách nói là gì nhỉ? Vete miru no wa dou desu ka? Cậu hãy thử làm cái này xem sao. Hoặc cũng là thử nhưng mà kiểu văn nói hơn này, nếu mà trong những cái trường hợp là bạn bè này. Byouin itte mitara. Nó chỉ dừng ở cái chỗ nửa là itte mitara và chúng ta nói lên giọng một chút ở cuối như vậy. Itte mitara. Đúng nhỉ? Itte mitara. Đúng không? Cậu thử đi bệnh viện xem sao. Đó thì các bạn thấy không? 1 2 3 4 5 những cách nói nó chỉ khác nhau một chút những cái sắc thái nhỏ như vậy thôi, thế nhưng mà nó là những cái cách nói mà rất là tự nhiên trong văn nói hàng ngày và hy vọng là bằng những cái tip nhỏ nhỏ như vậy thì có thể giúp cho cái văn nói trong tiếng Nhật của các bạn có thể linh hoạt hơn mọi người nhé.